Ngâm được cũng gần một tuần rồi đó. Giòn tan luôn. Rồi, Hằng xin kính chào ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của Hằng nha. Thì hôm vừa rồi Hằng đi siêu thị Việt ở Nhật ấy, mua được một quả đu đủ thế này. Thì hôm nay Hằng sẽ làm dưa món nhưng mà không cần phơi nha mọi người nha. Rồi, mọi người cùng vào bếp làm món dưa món với Hằng nha. Thì củ cải, cà rốt, đu đủ là Hằng sẽ gọt hết vỏ đấy nha mọi người. Không biết củ cải bên Việt Nam mình sao chứ củ cải bên này cái vỏ nó khá là dày ấy. Thì Hằng sẽ gọt hết cái phần vỏ đấy mọi người nha, chứ không là nó có sơ ấy. Hằng đi kiếm mua su hào mà không có mọi người. Bên này mấy cái loại rau hiếm. Đu đủ xanh này cũng hiếm lắm nè. Sao mà hay ghê. Hôm vừa rồi Hằng đi siêu thị Việt ở Nhật ấy, thấy có bán thì Hằng mua luôn. Chứ không để ít bữa nữa người ta cũng mua hết nè. Mình không mua là hết liền vậy. Hành tím mọi người, mình nên lựa những củ nhỏ thôi nha. Bởi vì là củ to ấy, mà mình chẻ ra ấy, thì khi mà mình làm dưa món thì dưa món cái hành mình ăn sẽ không được giòn nha mọi người nha. Nó sẽ bị yếu làm sao á. Cho nên là mình lựa mấy củ nhỏ đây nè. Mình để nguyên củ. Thì khi mà mình làm dưa món mình ăn rất là giòn luôn. Giờ Hằng sẽ đem đi rửa cho sạch sẽ rồi Hằng sẽ đi cắt nha mọi người nha. Thì sau khi rửa và để ráo nước xong thì Hằng sẽ đem đi cắt cho mọi người nha. Thì hôm nay Hằng sẽ dùng cái miếng trắng này. Nó cái răng cưa nó hơi to mọi người, nhưng mà do Hằng không tìm được cái dao mà giống như bên Việt Nam ấy thì hôm nay Hằng sẽ xài cái này đỡ nha. Hằng sẽ cắt từng miếng dài khoảng 5 mm như mọi người nha, mình đừng cắt dài quá mà cũng đừng cắt mỏng quá. Dùng cái này trắng rồi. Cái răng cưa nó to quá mọi người, nên là cái miếng của mình nó sẽ không có được đẹp lắm, nhìn cái răng rất là to. Nhưng bây giờ không có cái sao chừng, có gì dùng nấy, nó cứng gì đâu luôn á mọi người. Mà cái đường này nó cũng nhỏ này chứ, nó ngắn này chứ, nó không có được giống như là cái miếng trắng bên Việt Nam mình. Đó. Khoảng chừng này nha mọi người. Thì tí nữa là mình ướp muối thì nó sẽ ra nước nó teo lại à. Nhìn to vậy chứ tí nữa là nó teo lại hết mọi người ạ. Đây nha, có cái miếng trắng và muôn hoa này hàng dùng hàng trắng luôn. Cho cái hoa nó đẹp. Có hoa lá cành nó đẹp. Nó cà rốt nó cứng gì đâu, nó cứng hơn củ cải nhiều luôn mà. Cái miếng này trắng nó khó trắng. Đợt năm ngoái về Việt Nam mà Hằng quên mất, kiểu như đẻ xong mọi người cái đầu mình nó lãng lãng sao mọi người, hay quên lắm.
Hằng sẽ đem đi cân cái rau này có thể được bao nhiêu ký này, bao nhiêu lạng này. Cái này khoảng nửa ký này. Khoảng nửa ký thì Hằng sẽ cho khoảng 50 gram muối vào nha mọi người nha. Thì đáng lẽ là cái này là mình phải có mấy hộp đó mọi người. Nhưng mà do là Hằng đi thị kiếm mà bên này chẳng có mấy hộp nên là Hằng sẽ dùng cái muối ăn bình thường nha mọi người nha. Hằng sẽ cho đây khoảng 50 gram muối ăn. Rồi thì hôm nay Hằng làm cái như món này là theo phương pháp thẩm thấu nha mọi người. Thì mục đích cho muối vào ấy là để cho là cái nước ở trong rau củ quả của mình nó ra mọi người. Theo nguyên lý thẩm thấu ấy. Đấy. Thì Hằng sẽ trộn đều lên và để cái này trong vòng khoảng 1 tiếng để cho nó ra nước nha mọi người nha. Đây nha mọi người, sau khi Hằng ướp được, ướp muối được 1 tiếng thì nước nó ra như thế này nè. Bây giờ Hằng sẽ đem đi rửa cái này lại và rửa cho đến khi nào mà mình cắn thử một miếng mà nó không còn mặn nữa là được nha mọi người nha. Đó, nó vừa teo lại nè. Nó ra gần hết nước rồi, giờ nó không có giòn nữa. Rồi, giờ Hằng đem cái này đi rửa nha. Thì cái này mình rửa hoàn toàn bằng nước lạnh nha mọi người. Mình rửa bằng nước nóng là cái rau củ của mình nó chín. Thì mình làm với món dễ bị hư nha mọi người nha. Nên là trời có lạnh nhưng mà ráng nha mọi người. Sau khi mà để thật là ráo nước rồi mọi người, thì Hằng sẽ ướp vào đây khoảng 150 gram đường nha mọi người nha. Rồi sau đó Hằng sẽ trộn, nhưng mà chỉ trộn ở phần trên thôi mọi người nha. Phần dưới là để một tí nữa ấy, thì là cái đường nó sẽ tan ra và nó sẽ thấm xuống dưới. Nên mình không cần phải trộn hết ở phía dưới đâu, trộn ở phần trên thôi. Và Hằng sẽ dùng một cái màn bọc thực phẩm ấy, Hằng bọc lên để cho nước rồi nó không có bay vào hay là bụi bẩn nó không có vào ấy. Vì nó vào thì nó sẽ làm hư cái dưa món của mình nha mọi người. Sau đó Hằng sẽ lấy một cái dĩa chặn lên trên. Xong rồi Hằng sẽ cho một cái, mọi người có nồi cũng được, một tô như Hằng nè. Đó, Hằng để lên trên này. Xong Hằng cho nước vào. Cho nó nặng không mọi người, nó để cho cái rau củ của mình nó ra nước nha mọi người nha. Đấy, thì để nguyên thế này và để tầm 12 tiếng đồng hồ nha mọi người nha. Rồi, đây là cái dưa món mà Hằng đã ướp được gần một ngày rồi nha mọi người nha. Mọi người xem nè, đó, nước nó ra nhiều chưa. Hằng dùng cái đũa sạch nha mọi người nha, vì là bây giờ mà không dùng đũa sạch là nó sẽ làm hỏng cái dưa món của mình nha mọi người. Đấy, cái dưa món của mình nó héo giống như là mình đang đi phơi nắng hoặc là sấy khô rồi đó mọi người nha. Bây giờ Hằng sẽ lấy cái nước đường này để đi nấu cái nước mắm mà cho vào dưa món nha mọi người.
Rồi giờ Hằng sẽ cho dư món vào trong một cái hũ vệ tinh này nha. Thì cái hũ này á, thì Hằng đã rửa sạch và đã tráng một lớp nước sôi rồi. Thì Hằng để cho đem đi phơi nắng cho khô nè. Thì cái hũ của mình phải thật là sạch sẽ để cho mà cái dư món của mình nó không bị hư và không bị mất như mọi người nha. Dù có để lau nha. Hằng sẽ chuẩn bị đi nấu cái nước mắm mà mình sẽ cho vào dưới món nha mọi người nha. Hằng cho vào đây 250 ml cái nước đường mà mình ngâm dưới món hôm qua ấy. Thì Hằng lọc qua một cái rây ấy để cho những cái mà cái cặn của dưới món nó còn thì nó sẽ mất lại đây. Rồi và tiếp tục cho vào đây là 125 ml nước mắm nha mọi người nha. Thì nếu như mà mọi người ăn nước tương ấy, ăn chay ăn nước tương thì mình thay nước mắm bằng nước tương nha. Rồi sau đó Hằng sẽ bật bếp lên đun cái này. Khi mà cái nước này nó sôi lên ấy, thì Hằng sẽ đun sôi tầm 3 phút, sau đó tắt bếp và để cho cái nước này nó nguội thì Hằng mới cho vào dưới món nha mọi người nha. Rồi nó bắt đầu sôi rồi thì Hằng hạ nhỏ lửa nha. Và để đun sôi trong vòng 3 phút. Có bọt thì Hằng sẽ vớt bọt đi. Chờ cái mùi nước mắm thơm lừng luôn vậy. Thì cái nước mắm này Hằng để nãy giờ đã nguội rồi nha ông bà cô chú anh chị. Bây giờ Hằng sẽ cho vào cái hũ nước cho vào cái hũ dưới món của mình nha. Rồi vừa khít luôn. Nếu như ông bà cô chú anh chị mình có cái chén nhỏ hoặc là cái dĩa nhỏ gì đó, mình cho vào đây mình chặn cái dưa món này để cho nó chìm xuống, đừng để cho nó nổi lên nha mọi người nha. Nó nổi lên là nó hư đấy. Nhưng mà cái do cái bình của Hằng cái cổ nó nhỏ quá mọi người, nhỏ quá cho nên là Hằng không có cho vào được, nên là Hằng sẽ lấy một cái màng bọc thực phẩm ấy, Hằng sẽ đậy lên nha. Hằng cho vào đây trải đều ra. Chặn cho cái dưa món mình nó ngập cái nước mắm, chứ không là để lại phía trên á, nó nổi lên phía trên là nó sẽ tiếp xúc với không khí á mọi người, nó sẽ dễ bị mất. Thì cách làm dưa món này nha mọi người nha, thì thời tiết Việt Nam mình vào gần Tết thì sẽ hay có mưa phùn ấy, thì làm dưa món mình không có phơi được, nó sẽ bị dễ bị mốc. Thì mình làm theo cách này là không cần phơi, không cần sấy, nhưng mà vẫn ra được cái dưa món rất là ngon nha ông bà cô chú anh chị. Thì Tết năm nay ông bà cô chú anh chị thử làm xem nha. Thì cái hũ dưa món này thì mình để trong vòng 12 tiếng hoặc 24 tiếng thì có thể ăn được rồi. Thì Hằng sẽ để đây và ngày mai Hằng sẽ quay lại cho mọi người xem nha. Thì nhà Hằng có ít người ấy, nên là Hằng làm hũ nhỏ vậy thôi. Đây là dưa món Hằng ngâm được gần một ngày rồi nha ông bà cô chú anh chị. Bây giờ Hằng sẽ lấy ra thử xem nó có giòn không ha. Cắt ra là nó thơm lừng luôn ông bà cô chú anh chị ơi. Bây giờ Hằng sẽ ăn thử nha. Ăn thử miếng cà rốt này trước coi. Giòn lắm luôn ông bà cô chú anh chị ạ. Vị mặn vừa phải. Ăn với bánh chưng, bánh tét nè.
hoặc là ăn với cơm cũng được luôn nha bà cô chú anh chị. Hành cũng ngon lắm luôn. Quá sao đã. Rồi, đây là bữa tối của hai mẹ con Hằng nha. Thì hôm nay Hằng có làm món thịt nướng, nhưng mà Hằng lại không quay video. Mục đích là Hằng quay là để cái ăn cái dưa món này nha ông bà cô chú anh chị. Chị Soja ngồi ăn từ nãy giờ luôn á, ăn hết một xiên thịt nướng rồi. Rồi em bóc hết cà chua của mẹ ăn rồi, để 4 quả giờ em bóc hết 4 quả ăn rồi. Trời ơi em ăn cà chua được lắm ông bà cô chú anh chị. Rồi mẹ sửa vô ăn với Soja nha. Rồi Hằng mời ông bà cô chú anh chị cùng ăn cơm tối với lại hai mẹ con Hằng nha. À, hôm nay mọi người có thấy là phía sau nó hơi khác không? Thì hôm trước là Hằng có trang trí Tết đó mọi người. Thì tiện thể từ hôm nay thì Hằng sẽ đổi cái góc quay tí nha. Để tiện thể khoe cái phong nền phía sau nha ông bà cô chú anh chị. Đáng lẽ cái món giòn quá. Ngon quá chung nè, ngon quá. Ngon không? Ngon như má không? Cái sợ sơ da hơi mặn. Sơ da ăn xiên thịt nướng là xiên thứ hai á, ông bà cô chú anh chị. Thật ra là hôm nay mình định là làm thịt xíu để ăn cùng với dưa món này ông bà cô chú anh chị nè. Mà hàng đi siêu thị mua không được cái thịt khối á, thịt ba chỉ khối. Mà cũng không có thịt khác nữa, nên là mình chuyển sang làm thịt nướng. Nhưng mà hôm nay thì Hằng không có quay lại, thì để bữa nào mà Hằng có dịp á, Hằng quay cho mọi người xem nha. Thôi gian khí thế luôn. Hiếm khi mà em chịu ăn thịt lắm nhau mà có chứ giờ. Cực kỳ hiếm quá. Mà biết sao không? Chắc có lẽ hôm nào xuyên qua nè. Hằng xuyên qua em thấy là lạ mà cô chú anh chị, cho nên là em ăn mang khí thế luôn. Nó là rau anh nướng lại cho nóng không mà cô chú anh chị, mà em dành ăn cho sao đó lòng hết rồi cái này của mẹ. Ngon. Ăn thịt cá. Giờ ăn rồi, mẹ ăn rồi. Ngon quá. Hơi nóng thì nó còn nè. Rất kìm. Nó còn nóng không? À chưa rồi nhá. Vừa chè nhá. Thì hôm nay hàng nướng với xả. Với xả ăn nhau mà có chân chè. Hàng nguyên liệu hàng ướp là đơn giản lắm. Hàng thì không có ướp cầu kỳ. Nhưng mà nó vẫn ra được cái vị thịt nướng mà hàng hay ăn ở quê hàng nha. Còn không biết quê ông bà cô chú anh chị sao. Ừ.
em chơi một lúc em cầm hai que luôn mà ông bà cô chú anh chị. Chăm ăn quá à? Chăm ăn quá gì? Thôi xin lỗi da nghe, không sư da không có tham ăn. Sư da không có tham ăn. Lau cái miệng đi kìa. Bé. Hả? Ăn cơm á. Em ăn gần hết một chén cơm. Ừ. Hù cho mẹ, cảm ơn Soda. Ừ. Lau cái miệng con. Lau miệng. Miệng. Miệng em ăn dính đầy mỡ, đầy dầu đầy mỡ vậy. Em no rồi hả? Uống sữa không? Dạ uống sữa không? Hả? À. Ai cho ra giờ mim á? Đây đây. Không có sợ, không có sợ. Đang quay phim không có sợ. Nên mẹ sửa vô, mẹ sửa vô. Đợi mình xíu, đợi mình xíu. Cái dưa món này mọi người hàng hàng ngâm được cũng gần một tuần rồi đó. Nó giòn tan luôn. Thì nếu mà đến Tết thì chắc cũng tầm hàng ngâm cũng được tầm tầm một tháng. Thì hàng sẽ quay lại cho mọi người xem là cái dưa món này như thế nào nha. Nó có còn giòn nữa không nha ông bà cô chú anh chị. Bây giờ giòn lắm luôn. Ăn này thèm. Thèm bánh tép. Với lại thì xíu ghê ông bà cô chú anh chị à. Thôi ra ăn xong rồi. Giờ đang nghịch biết sao không bà cô chú nhỉ. Ăn cái lục lục của mẹ ra. Thôi ạ. Con hết rồi đó. Hết rồi đó chị. Ừ. Mascot. Cửa khẩu trang hả? À? Khẩu trang hả? À? Anh lên miếng xốp. Anh lái miếng xốp, anh bịt lên miệng mẹ. Anh kêu đeo khẩu trang vô. Ừ, cảm ơn Soya nha. Đang ăn cơm mà đeo khẩu trang sao ám? Nghĩ sao anh lấy miếng xốp nè, anh kêu là khẩu trang đó mọi người. Chị thua luôn. Ngồi Soya bye bye ông bà cô chú anh chị đi. Bye bye. Bye bye ông bà cô chú anh chị nha. Đấy. Ông bye bye hả? Bye bye đi. Ông bye bye ông bà. Ông bye bye ông bà cô chú anh chị đi. Tạm biệt. Rồi. Em lại chạy đến camera. Em lại chạy đến camera em. Rồi anh phá. Stop. Kêu con bye bye ông bà cô chú anh chị vậy con chạy đi nghịch camera làm gì? Cho là. Ra qua đây, ra qua đây đứng này. Rồi, Hằng cảm ơn ông bà cô chú anh chị đã xem hết video của Hằng nha. Nếu thích video của Hằng thì hãy nhớ bấm nút like. Và nếu thích kênh của Hằng thì hãy nhớ đăng ký kênh để theo dõi các video tiếp theo nha. Rồi, Hằng chào tạm biệt ông bà cô chú anh chị nha. Bye bye. Rồi anh núp vô góc. Em núp vô góc em vẫy tay vậy đó. Trời ơi là trời ơi. Trung bác.